Chào mừng các bạn đến với kênh Điện Nước 824. Thưa các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mà để mà mình chọn cái bột keo chà giòn này một cách mà nó rất là thuận tiện nha các bạn. Trước đây đó, khi mà mình sử dụng theo cái phương pháp cũ đó thì mình cần có một cái ca, khi mà mình đổ cái cần chọn cái lượng bột này, mình sẽ đổ vào cái ca này. Thì sau khi chọn xong thì sử dụng xong đó thì nó thường là nó còn dư ra những cái phần mà nó dính trên cái ca này đó, thì mình phải là vệ sinh nó. Thì mình sẽ tốn thêm một cái công đoạn để mà mình làm vệ sinh cái ca này. Thì sau này thì mình cũng học được ở những cái người bạn làm chung đó, thì không cần phải sử dụng cái ca này nữa thì nó linh động hơn. Mình sử dụng ngay cái bao này để mà mình chọn nước mình đó các bạn. Thì đầu tiên là mình sẽ lấy một cái kéo á, mình cắt cái bao này cho nó cái miệng nó rộng ra tối đa vậy các bạn. Thì cái này tùy theo cái lượng sử dụng của mình sẽ một lần mà mình chọn một bao hoặc là nửa bao ha. Các bạn chế nước luôn. Khi mà mình chế nước á, thì mình đừng có chế nhiều quá, mình chia cho nó là làm một hai lần. Nếu thiếu thì mình châm thêm nha các bạn. Khi mà chọn bằng cái bao này á, nó rất là dễ chọn hơn nha các bạn. Nó dễ chọn hơn ở cái bao nó có ở phía ngoài này. Mình sẽ được dễ dàng mình điều chỉnh cái lượng bột của nó. À, như vậy là mình đã chọn xong rồi các bạn, nó rất là đều luôn. Cái keo này, cái keo này nó rất là đều, nước nó không có nhão mà cũng không có bị đặc quá nha các bạn. Mình rất là dễ dàng điều chỉnh cái lượng nước với lại cái lượng mà keo ở trong cái bao này đó. Thì như vậy thì khi mà mình thường là cái này để mà mình chám chét là những cái lỗ mà lúc mà mình thi công đó nó bị bể hay là gì đó, mình chám là những cái lỗ đó hoặc là cái chỗ mà cái ống mình sửa ống nước âm tường đó mình giá lại. Phổ biến nhất là khi mà mình dán cái bồn cầu đó các bạn, thì nó cũng sử dụng cái keo này rất là phổ biến. Thì cái này nó có một cái điểm lợi rất là lớn là sau khi mà mình dùng xong đó các bạn, thì thế nào nó cũng phải có dư ra một lượng, chứ nó không bao giờ mà nó vừa đủ cho mình hết. Thì cái phần mà dư này nè, thì mình để nó trong cái bao này luôn và mình bỏ luôn. Thì như vậy mình không cần phải tốn thời gian để mà vệ sinh cái ca mà dùng để chọn nữa. Rồi mình rất là cảm ơn các bạn đã xem video và ủng hộ cho mình. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm nút like tiếp tục ủng hộ cho mình nha. Rồi, kính chào các bạn.